Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần 2 của bản tin hàng hóa thị trường ngày hôm nay. Thưa quý vị, Ủy ban châu Âu EC cho biết, EU đã bắt đầu thủ tục tố tụng pháp lý chống lại 24 nước thành viên, trong đó có Đức, vì không thực thi luật hiệu quả năng lượng. Tiết kiệm năng lượng hiện đang nằm trong danh sách ưu tiên của EU kể từ khi cuộc xung đột Nga với Ukraine nổ ra. EU tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt Nga. Trong khi đó, nhà cung cấp khí đốt và gas lớn nhất thế giới EU là một công ty Nga. Người phát ngôn của EC, bà Madeleine Hausner nói trong một cuộc họp báo, các thủ tục tố tụng bắt đầu áp dụng với Đức bởi vì nước này đã không thực thi luật pháp của EU về tiết kiệm năng lượng. Đức sẽ có 2 tháng để trình bày, nước này đã không tuân thủ luật tiết kiệm năng lượng mà EU đã ban hành. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ nhận được câu trả lời thích đáng. Ủy ban châu Âu cho rằng 24 trong tổng số 28 quốc gia thành viên đã bỏ lỡ thời hạn vào ngày 5 tháng 6 cho việc áp dụng một luật năng lượng một cách hiệu quả mà EU đã chỉ thị. Đây là chỉ thị được ký thành luật vào năm 2012 nhằm thực thi các mục tiêu giảm sử dụng năng lượng, tiết kiệm 20% so với hiện tại vào năm 2020, trong đó ưu tiên việc xây dựng hệ thống chia tách điện. EC cũng đã gửi thư cảnh báo đến 24 quốc gia còn lại và cho biết các nước này có 2 tháng để trả lời. Đứng trước áp lực cấm vận từ các nước phương Tây, Nga đang tích cực tìm lối ra cho giao thương với quốc tế. Và trong một diễn biến mới, Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp phía Ai Cập đã ký thỏa thuận xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản và tiến tới thành lập Hiệp ước Thương mại Tự do. Đáp trả hành động cấm vận của các nước phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ Mỹ, EU, Úc, Canada và Na Uy. Tuy tuyên bố lệnh cấm vận sẽ không ảnh hưởng mạnh đến người dân, nhưng chính phủ Nga vẫn sốt ruột tìm lối ra cho giao thương với các nước, lối ra mà Tổng thống Putin chọn là Ai Cập. 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa Nga và Ai Cập đã tăng gấp 2 lần. Chúng ta cần phải củng cố mối quan hệ giao thương này. Một thỏa thuận đã được ký kết giữa Nga, các nước đồng minh như Belarus, Kazakhstan với Ai Cập. Chúng ta cũng nên xem xét thành lập một hiệp ước thương mại tự do. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cho biết, một số mặt hàng nông sản Ai Cập như khoai tây, hành, tỏi, cam v.v. có thể bù đắp một nửa lượng thiếu hụt nông sản hiện tại ở Nga. Theo Trung tâm Giao thương Quốc tế, trong năm ngoái, tổng kim ngạch nhập khẩu thực phẩm của Nga từ các nước phương Tây lên tới 17,2 tỷ đô la. Mặt khác, Ai Cập là thị trường tiêu thụ lúa mì lớn nhất của Nga, với sản lượng nhập khẩu lúa mì 6 tháng đầu năm lên tới 3,6 triệu tấn. Thỏa thuận lần này còn là một bước tiến trong kế hoạch thiết lập một đầu mối giao thương ở vùng Biển Đen đối với Ai Cập và là cầu nối để cho Nga mở rộng thị trường ở châu Phi. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu EC cũng đã công bố các biện pháp sớm nhất là vào tuần tới để giúp cho các doanh nghiệp hỗ trợ trái cây và rau quả dễ hỏng sau lệnh cấm nhập khẩu của hầu hết thực phẩm từ EU của Nga. Phát ngôn viên của Ủy ban EC Roger Waite cho biết, ngành rau quả sụt giảm do bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm. Một trong những thông điệp quan trọng trong ngày hôm nay chính là tình trạng hư hỏng rau quả là lĩnh vực cấp bách nhất của chúng tôi. Chúng tôi đang trong mùa thu hoạch cho các sản phẩm này và đột nhiên một thị trường tiêu thụ mạnh nhất bị mất trong khi chúng tôi chưa tìm được thị trường thay thế. Vì vậy, Ủy ban đã xác nhận rằng cuộc họp bàn để tìm ra biện pháp khẩn cấp đối với rau quả dễ hỏng trong tuần tới. Ông Waite cho biết thêm, các biện pháp cụ thể sẽ nhắm mục tiêu các sản phẩm bị ảnh hưởng nhiều nhất, cụ thể là dưa chuột, cà chua, ớt và các loại nấm. Ông cũng nói rằng sẽ thường xuyên liên lạc với các quốc gia thành viên và ông hy vọng một cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng nông nghiệp EU vào đầu tháng 9 sẽ nhấn mạnh vào vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, sau suy thoái kinh tế, người tiêu dùng tại Mỹ có xu hướng quay trở lại mua sắm. Do đó, các hãng bán lẻ đang gấp rút biến mình trở thành một cái tên cạnh tranh nhất để có thể thu hút được sự chú ý trên thị trường. Các nhà bán lẻ đang lần lượt tung ra các chiến lược quảng bá hàng hóa nhằm thu hút sự chú ý của người mua sắm, trong đó vấn đề quảng cáo và giá cả được quan tâm nhất. Có rất nhiều hoạt động quảng cáo sản phẩm trên thị trường. Trong thời buổi mà người tiêu dùng vừa trải qua suy thoái kinh tế, họ chi tiêu cho việc mua sắm sẽ cẩn trọng hơn. Do đó, các nhà sản xuất còn làm sôi nổi chiến dịch quảng bá sản phẩm từ cửa hàng đến mạng bán hàng online. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ vẫn đang băn khoăn chọn cho mình một lối đi vì những chiến lược không hợp lý sẽ làm ảnh hưởng đến doanh thu. Chúng tôi thấy rằng các nhà bán lẻ không tung ra khuyến mãi thì người tiêu dùng sẽ không quan tâm đến sản phẩm của họ. Người mua sắm có xu hướng tìm đến những hãng đang có chiến dịch giảm giá hấp dẫn. Theo thống kê, chi tiêu tiêu dùng hiện đạt mức cao nhất trong 6 năm. Trung bình, mỗi người bỏ ra 98 đô la một ngày cho việc mua sắm. Tuy nhiên, các nhà kinh doanh cần cạnh tranh mạnh mẽ mới có thể kéo khách hàng về phía mình. Bây giờ, người mua sắm không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn chú ý đến việc quản lý của các công ty. Tôi đưa ra ví dụ về hãng Kate Spade, họ luôn quan tâm đến lượng lớn hàng tồn kho. Trong lúc này, thị trường việc làm đang dần cải thiện nhưng tiền lương vẫn không tăng.
Cùng đến với thị trường châu Á, thưa quý vị, ngành xuất khẩu của Singapore trong tháng 7 giảm ít hơn so với dự kiến nhờ vào những tín hiệu lạc quan từ nền kinh tế Mỹ và dấu hiệu phục hồi từ nền kinh tế Trung Quốc. Theo Tổ chức Doanh nhân Quốc tế Singapore, xuất khẩu dầu thô sang Mỹ tháng 7 tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm 2,9% trong tháng trước đó. Lượng hàng hóa xuất sang Trung Quốc tăng 7% trong tháng 7 so với mức tăng 5,3% trong tháng 6. Xuất khẩu hàng hóa sang EU tháng 7 tăng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu dầu thô sang EU trong tháng 6 giảm 3,9%. Tuy nhiên, xuất khẩu điện tử trong tháng 7 giảm 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Điện tử là ngành xuất khẩu chính của Singapore, nhưng lĩnh vực này đã bị tụt lại so với các thị trường như Hàn Quốc, Đài Loan do cạnh tranh gay gắt và thiếu các sản phẩm công nghệ cao phổ biến bao gồm cả điện thoại thông minh. Trong những năm qua, ngành điện tử cũng đã chịu nhiều áp lực sản xuất với chi phí cao và xuất khẩu đến thị trường mới nổi rẻ hơn. Đây cũng nằm trong mục tiêu giảm phụ thuộc vào lao động nước ngoài của chính phủ Singapore nhằm tăng năng suất lao động trong nước. Vấn đề này đặt ra thách thức cho các nhà sản xuất, dẫn đến một thị trường lao động chặt chẽ hơn, gây áp lực về tiền lương. Ngày 12 tháng 8 vừa qua, Cơ quan Thương mại Singapore cho biết đã điều chỉnh giảm dự báo 2014 về xuất khẩu dầu thô từ 1 đến 2% so với mức ban đầu là từ 1 đến 3% nhằm giảm sức ép cho lĩnh vực này. Hãng nước giải khát khổng lồ Coca-Cola đã vừa tiến hành mua 16,7% cổ phiếu của hãng đồ uống tăng lực Monster. Thương vụ này có trị giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Theo thỏa thuận, Coca sẽ chuyển quyền sở hữu kinh doanh thức uống năng lượng trên toàn thế giới cho Monster. Monster Beverage sẽ chuyển kinh doanh thức uống năng lượng của nó, trong đó bao gồm nước ngọt tự nhiên, trà Peace Tea và nước khoáng và nước trái cây Hasen cho Coca. Coca sẽ trở thành đối tác phân phối trên toàn cầu của Monster Beverage và Monster Beverage sẽ là thức uống năng lượng chỉ được phân phối bởi Coca. Đối với Coca-Cola, quan hệ đối tác sẽ cung cấp thêm cơ hội gia tăng thị phần trong thị trường đồ uống năng lượng đang phát triển. Ông Muta Kent, giám đốc điều hành Coca-Cola cho rằng hợp tác với Monster là một cách hiệu quả để lấn sân sang lĩnh vực thức uống năng lượng đang phát triển nhanh chóng trên toàn cầu. Hai bên đang mong chờ bản hợp đồng chính thức sẽ được sớm công bố trong năm nay. Cổ phiếu của Coca-Cola tăng 1,2% sau giờ giao dịch, trong khi Monster tăng 22%. Coca-Cola là nước giải khát lớn nhất trên thế giới với hơn 500 loại thức uống, trong đó có những cái tên nổi bật như Diet Coke, Fanta, Minute Maid. Thỏa thuận này được đưa ra khi người tiêu dùng ở các nền kinh tế phát triển quan tâm đến sức khỏe. Họ đang hạn chế các loại đồ uống có ga và nước giải khát có hàm lượng đường cao để tránh tăng cân và béo phì. Thưa quý vị và các bạn, bê bối thịt bẩn tại châu Á vừa qua đã khiến cho McDonald's sụt giảm doanh thu một cách nghiêm trọng. Ban lãnh đạo của McDonald's lập tức tuyên bố xây dựng chiến lược đổi mới hình ảnh, lấy lại niềm tin người tiêu dùng. Theo báo cáo, doanh thu trong tháng 7 của McDonald's trên toàn cầu, ngoại trừ châu Âu, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Bê bối thịt bẩn đã khiến McDonald's chao đảo, người tiêu dùng e ngại mỗi khi nhắc đến cái tên McDonald's. Có lẽ McDonald's nên đổi slogan của mình từ I'm loving it thành please come back. McDonald's cần phải đổi mới menu của mình và đưa ra những sáng kiến marketing mới nhằm lấy lại lượng khách hàng quen thuộc vốn đang bị mất lòng tin vì bê bối thịt bẩn vừa qua. Việc thay đổi menu không hề dễ dàng vì người dùng vốn quá quen thuộc với menu cũ. Do đó, McDonald's sẽ tốn nhiều thời gian, công sức lẫn chi phí để nghiên cứu thị trường, khẩu vị người tiêu dùng. Cổ phiếu McDonald's hiện giảm 4%. Tuy nhiên, McDonald's cho biết doanh thu năm ngoái là 30 tỷ đô la. Con số khổng lồ này nói lên tên tuổi và uy tín bấy lâu nay của hãng sẽ không vì scandal này mà tiêu tan. Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ thì trong phần cuối cùng của bản tin ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng theo dõi hai phóng sự đáng chú ý. Tồn tại nhiều chướng ngại khiến túi ni lông thân thiện môi trường khó phổ biến. Thâm nhập thị trường Trung Quốc, miếng mồi không dễ ăn với các nhà bán lẻ Mỹ.